Xin chào, tôi là Quang Huy và Quang Tùng. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra. Sydney FC họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Sydney FC sẽ là đội ra bóng và trận đấu được bắt đầu. Sissoko. Domingo Blanco. Tati. Leandro Fernandez. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Sissoko pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Wow! Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng vào ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Rất nhanh. Nên thử sút ngay bây giờ. Ôi, bóng đã được giữ lại. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc nhưng không thể bắt gọn nó. Lucas Romero. Andres Felipe Roa. Leandro Fernandez. Cơ hội. Pepe vừa có pha phóng lên. Pha bóng tốt. Rất
Lucas Rodriguez. Một không là gì? Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ rút anh chàng hậu vệ biên này ra khỏi sân vì màn trình diễn quá yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Hàng phòng ngự cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Thật gọn gàng. Tôi thì dậy. Tiến lên đi. Pha bóng đã chính xác. Sosa đã ôm gọn bóng trong tay. Sissoko. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Mất bóng. Cô truyền dạy. Sissoko. Đối phương bất ngờ. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Domingo Blanco. Leandro Fernandez. Họ đang mở bóng ra cánh nhưng bóng đã ra ngoài và một quả ném biên. Sissoko. Croatia dậy. Sissoko. Không ai ngăn cản. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Đây là cơ hội để nhân đôi cách biệt. Sissoko. Và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Andres Felipe Roa. Lucas Romero. Một pha cắt bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc và sau đây là pha ném biên rất nhanh và ném biên được thực hiện ngay. Niklas Wheeler. Sissoko. Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang nắm quyền kiểm soát và có được những đường truyền rất tốt. Tôi cảm thấy họ có một sự tự tin rất vững vàng đấy. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Một pha phóng an toàn. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại cho lợi chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà để tạo ra lợi thế tuyệt đối so với đối thủ. Chuyền bóng lại. Sissoko. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Vào.